Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiền Văn Gia Lai nha. Thì hôm nay Thiền sẽ lên cho anh em một cái combo. Và cái combo này dành cho những anh em nào thừa tiền nha anh em. Anh em nào mà đang có một cái vườn nhỏ nhỏ và điều kiện kinh tế nó to to á, thì có thể tham khảo cái combo này. Và tại sao thì nói cái combo này là combo thừa tiền? Bởi vì con mấy cái cỏ này và cái cưa này giá trị của nó rất là cao anh em. Với giá thành anh em bỏ ra để mua một con mấy cái cỏ này và con cưa này, thì anh em có thể thừa sức để mua tầm vài con máy cưa, vài con máy cỏ khác ha, chính hãng luôn đó. Nhưng vẫn có những anh em ha, những có những anh em đam mê những cái máy gọi là độc lạ và ít người có, thì hôm nay thì sẽ lên cho anh em một cái combo. Và combo này chắc chắn luôn ha, là combo thừa tiền nhất Việt Nam luôn em, nếu xét về máy cưa và máy cỏ nha. Đầu tiên thì về con cưa nha anh em. Con máy cưa này thì lúc trước thì đã có một cái video để giới thiệu cho anh em nè. Con máy cưa này là con CX2511 của anh em ha. Mẫu máy cưa cầm tay, cưa tay cục đó, 2511 nha. Và mẫu này là mẫu xách tay nha anh em ha. Con này là con cưa xách tay, bởi vì nó chưa phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam chúng ta, và xách tay từ nước ngoài về. Nên giá thành nếu anh em nào có thể, anh em có thể lên trên tất cả các phương tiện truyền thông, anh em tìm kiếm mẫu cưa Echo CX2511TES thì anh em sẽ thấy giá của nó. Nếu giá của nó mà tầm thuế má này nữa về Việt Nam mình cũng phải là hơn 10 triệu anh em, tầm khoảng 11 triệu hơn nha. Và con này nó rất là nhỏ xí thôi, nhưng mà giá thành nó rất là cao, thì cũng chả biết vì sao mà nó cao như thế này luôn á ha. Bởi vì trong tầm giá này thì thực tế anh em có thể thừa sức mua một con cưa Echo CX360 công suất lớn hơn, làm việc thoải mái hơn, làm dài hơn ha. Nhưng con này thì nó tí xí thôi mà giá thành rất là cao anh em, là gần nè. Và con Echo, con cưa Echo SRM520 này thì Thiện gửi cho anh khách ở Bà Rịa Vũng Tàu nha anh em. Tí nữa Thiện mở ra cho anh em xem và anh khách mình xem rồi số luôn. Anh khách này thì không có nhu cầu tiết nổ anh em, chỉ mở ra kiểm tra thôi và bỏ quà tặng vào và đóng thùng gửi cho chạnh thôi. Mà trước tiên thì Thiện cho anh em mình xem cái con Echo trước nha, anh em lại gần anh em xem nè. Thì con này nó chỉ nặng vỏn vẹn đâu hơn 2kg thôi anh em, rất là nhẹ nha. Anh em nào mà ở nhà muốn làm vườn, muốn con cưa nhỏ nhẹ làm vườn thì thì có thể tham khảo con máy này Echo 2511 nha anh em, 25cc, và đảm bảo anh em luôn, con này là con cưa tay cục mắc nhất Việt Nam luôn nha anh em, mắc nhất Việt Nam luôn. Và trong bộ của nó gồm có tiếp buri, một cái đồ nghề lục giác hoa thủy để anh em vặn những con ốc, và một cái sợi xích Oregon nữa là xong ha, là hết nha anh em, không có gì nữa. Thậm chí nó còn không có cái răng ba đờ sóc nữa nè, cái mà anh em thường gọi là hàm rồng đó, để cặp vào gỗ á, thì con này nó còn không có luôn nha. Cái này thì theo thì thông tin thì biết á, anh em muốn mua là phải mua riêng nữa nha anh em. Một cái này anh em mua đặt từ nước ngoài về tầm khoảng gần 500 ngàn á, cái răng đợt sóc nha anh em, trong thùng nó không có. Rồi cái lem đi theo máy là một cái lem Echo bé bé xinh xinh như thế này thôi. Lem này thì thông số của nó là 25cm luôn nha anh em, 25cm. Ủa sao có 25cm à? À 25cm là cái chiều cắt đó anh em. Lem này thì nếu mà maximum của nó là 30 nha, 30cm, nhưng mà cái mặt cắt đó là 25cm nha. Đây, từ đây tới đây là cái mặt cắt của nó này là 25cm anh em. Đó, rất là bé bé trên sân thôi. Cái này anh em làm vườn thì ok, nhưng với một điều kiện là anh em phải thừa tiền anh em ha. Bởi vì nếu mua con máy cưa này thì đảm bảo anh em luôn, thì anh em phải thừa tiền thì anh em mới mua con này anh em. Chứ còn những anh em nào mà tiền bạc còn đang con nào đông đếm thì chắc chắn con này không mua được rồi. Bởi vì với giá thành này thì anh em có thể mua được rất nhiều máy khác, công suất lớn hơn, khỏe hơn, làm dài hơn, làm được nhiều việc hơn. Và con này thì nó chỉ có một việc duy nhất, đó là lên trên cao địa cành nó gọn nhẹ đó. Hoặc là những anh em mà làm công trình đô thị á, có thể đề xuất cho công ty mua cái con này để làm việc nó nhẹ nhàng hơn cũng được nha ha. Bởi vì con cưa Echo CX360 thì thấy công trình đô thị mua rất là nhiều, nhưng mà con này thì Thiện chưa thấy công trình đô thị nào mua hết nha đó. Và con này chắc chắn rồi, sản xuất tại Nhật nha anh em, sản xuất tại Nhật nha. Số series của nó thì nó nằm ở đây đây ha, series của nó nằm ở đây nha, CX251. Cái mã QR này thì anh em thì có thể check, nó sẽ ra cái số series nha. Series con này cũng khá là đẹp đó, 03362 Yamabiko mắc in Japan nha. Đó, công tắc, cò ga, y gió thì ở đây. Đó, nó nhỏ gọn nhẹ như thế này thôi. Anh em nào mà tham khảo thì có thể liên hệ Thiện nha. Hoặc là anh em nào mà nói chung là như hồi nãy Thiện nói đó, thừa tiền thì anh em mua, bởi vì giá thành nó rất là chát anh em ha. Và giá ở Việt Nam mình hiện tại thì 8 triệu nha anh em, 8 triệu con này. Đảm bảo anh em luôn, nếu mà anh em mua ở nước ngoài về thì giá nó sẽ cao hơn rất là nhiều nha. Mua ở nước ngoài về thì giá nó sẽ lăn quanh đâu đó tầm khoảng cả thuế má nữa thì
Bởi vì trên 10 triệu anh em xách tay mà về mà giá trị trên 10 triệu là phải đóng thuế rồi. Thì nó về tới Việt Nam mình chắc cũng khoảng 11 triệu hơn anh em, không ít đâu. Rồi, xong nha, xong con cưa Echo nha. Rồi tiếp tục tới con mắc cỡ cái cỏ Echo. Con này là Echo XRM520 nha anh em. Con này thì kiểm tra và không có tiết nổ nha. Anh phát ở Bà Rịa Vũng Tàu này không có tiết nổ. Cắt ba cái siêu này chỉ giá 13 củ khoai ra anh em. Rồi đó, bên ngoài thì anh em sẽ thấy được cái số series của nó. Đây anh em lại gần anh em xem nè. Thì con cái thùng của XRM520 XRM này á, thì nó sẽ đóng thùng chung những mẫu là XRM420 này, 420TX này và 420ES. Đó thì số series của nó ở đây. Series của nó là 20525 nha anh em, 20525. Đó, Yamabiko, tập đoàn nhà máy Yamabiko sản xuất tại Nhật Bản nha. Đây là kênh như đây là cái địa chỉ của nhà máy Yamabiko tại Nhật Bản nè. Rồi như vậy thôi, rồi từ giờ thì sẽ mở bên trong cho anh em xem nha. Rồi sẽ tìm có điện thoại nè. Tiếp tục nha anh em. Thì trước mặt em đây là con máy cắt cỏ Echo XRM520 nha, lòng 44mm nha anh em. Con này thì nói chung là thì cũng qua nhiều video gần đây rồi. Và nó rất là mắc tiền nha anh em, nếu so với những mẫu máy cắt cỏ khác ha. Đây, để tiện mở ra cho anh em mình xem cho nó rõ luôn. Anh ta lông ra để anh em xem cho rõ nha. Đây là con Echo XRM520 nha. Con này thì sử dụng bộ chế của WebPro nha anh em. Đây anh em là anh em xem nè. Và bộ chế kiểu máy cưa. Nên nếu anh em nào mà để ý thì anh em thấy con này tua máy rất là lẹ. Nhích ga là lên ha, tua máy rất là lẹ luôn. Nòng 44 ly. Và mẫu này là mẫu máy hiệu suất cao nhất của Echo toàn cầu nha anh em. Toàn cầu chứ không phải riêng về thị trường Việt Nam mình. Đây. Và số series của nó thì nó ở đây. Đây anh em quay về anh em sẽ thấy số series này. Dạ, trùng với số series bên ngoài thùng nha. 20525 đó, anh em thấy rõ không? 20525 đó. Thì con này thì anh khách chỉ yêu cầu là kiểm tra ha, xem thử có bể vỡ gì hay không và gửi thôi, chứ không có tiết nổ nha anh em. Đó, anh này là anh Trúc ở Bà Rịa Vũng Tàu ha, Trúc của Bà Rịa Vũng Tàu. Số series là 20525 nha. Con này thì nói chung là không còn gì để nói nữa anh em, bởi vì nó quá nhiều cái ưu điểm và những cái thiết kế mới nhất của thị trường toàn cầu luôn á, chứ không phải Việt Nam mình nha. Và đầu bò nó nè, anh em xem cái đầu bò này. Nhìn đầu bò ok không? Nhìn đầu bò quá là đẹp luôn á. Đây đầu bò nè à, đầu bò rất đẹp nha. Đó, đầu bò nhìn đẹp đang đẹp rồi nè. Rồi, còn trọng lượng con này thì anh em biết rồi, nó khá là nặng nha. Khá là nặng cái đầu bò cái con này. Nếu mà anh em cả xăng cả cổ nữa chắc là tầm 10kg hơn á à. Nhưng mà đi theo máy là nó sẽ có một bộ dây đeo cực kỳ chất lượng cho anh em ha. Bộ dây đeo này của Echo, bộ dây đeo này nó như một cái áo giáp vậy anh em. Anh em mang vào thậm chí thì bán cho những cô năm mươi mấy tuổi rồi, phụ nữ nha, năm mấy tuổi mà mang cái dây này và mang con máy này còn kêu là mang cảm giác nó còn đỡ mỏi hơn là con Huawei Nano 1 luôn. Nhưng đó là nhờ dây đeo thôi nha anh em, chứ con này mà anh em mang dây đeo thường là bảo anh em là gãy lưng luôn. Rồi máy thì nó có gồm những kháng tính như thế này và kèm theo anh em là hai dạng máng trắng cỏ nha, máng nhỏ và máng lớn để anh em mình có thể tùy chỉnh. Và máng trắng cỏ này nó sẽ bắt trực tiếp lên cái đầu bò luôn, nên cái độ hở của máng trắng cỏ và đầu bò nó không có nhiều nha anh em. Xài cước mà cước hơi dài nó sẽ cắn anh em, nên thì thấy những anh em nào mà dùng con Echo XRM520 này muốn dùng máng trắng cỏ thì mua một cái máng trắng cỏ khác gấp vô, hoặc là hầu như là không dùng máng trắng cỏ luôn. Trong túi đồ nghề này thì có ổ cước từ xạ nè, một con dao ba cạnh tiếp đồ nghề nha anh em. Đó thì đầy đủ như vậy. Giá của nó thì loanh quanh giá 13 củ đó. Và kèm quà tặng cho anh em nha. Anh em nào mà thực sự quan tâm về con này thì liên hệ Thiện. Đó, series đây 8025 02 525. Đó, bảo hành cho anh em là 1 năm nha. Bảo hành cho anh em 1 năm 12 tháng. Và IC đến lửa là 3 tháng. Và những cái lưu ý thì anh em cứ đập hết trong này thì nó sẽ có đầy đủ nha anh em. Rồi thì ok vậy thôi. Con này thì tiếc một cái là anh khách không cho nổ nè. Anh khách không có nhu cầu tiết nổ nên không có nổ được. Thực tế là mỗi lần bán con máy này thì Thiện đều muốn nổ đó. Nhưng mà anh khách không có nhu cầu tiết nổ thì ok thì kiểm tra thôi. Và anh em phải lưu ý nha, nghe không riêng về con máy này, những con máy khác cũng vậy, muốn gửi cho anh em thì phải mở ra kiểm tra xem thử nó có bể vỡ cong gãy gì không thì Thiện mới đóng thùng lại gửi cho anh em được ha. Cho nhiều anh em kêu là cứ để nguyên thùng như vậy thì không được nha anh em. Để nguyên thùng gãy lỡ trong này nó bể vỡ rồi thì sao, đúng không, thì rất là tốn thời gian để xử lý. Rồi ok, anh em nào mà quan tâm về cái combo thừa tiền này thì có thể liên hệ với số điện thoại
dưới góc Nguyễn Thiện, hoặc là để lại số điện thoại của dưới phần bình luận á, thì rồi điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về hai cái mẫu này để anh em biết thêm thông tin nhé. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để mỗi lần mà Thiện có ra video mới á, anh em có thể biết và xem tham khảo nhiều sản phẩm của Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em xem video, tất cả anh em ở video tiếp theo nha.